Nghiên cứu mới từ Đại học King College London đã phát hiện ra rằng chế độ ăn ít carbon hydrate lên men đã cải thiện một số triệu chứng viêm đại tràng một cách hiệu quả. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện một thử nghiệm về chế độ ăn ít oligosaccharide có thể lên men, disaccharide, monosaccharide và polio ở bệnh nhân viêm đại tràng. Họ phát hiện ra rằng chế độ ăn ít carbon hydrate lên men trong 4 tuần đã cải thiện một số triệu chứng đường ruột nhất định như đầy hơi, rối loạn tiêu hóa ở người viêm đại tràng. Các chuyên gia tiêu hóa hàng đầu từ Bass Hill NSS, Truth and Guy, ST Thomas NSS Foundation Truth cùng các nhà nghiên cứu đã thực hiện khảo sát trên 52 bệnh nhân bị viêm đại tràng và những người có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa thành hai nhóm. Một chế độ ăn kiêng carbon hydrate hạn chế ăn các loại thực phẩm như lúa mì, bơ sữa, hành, tỏi và chế độ ăn kiêng carbon hydrate khác có kiểm soát. Kết quả sau thử nghiệm cho thấy 52% báo cáo người ăn uống theo chế độ carbon hydrate thấp giảm tình trạng rối loạn tiêu hóa cùng các triệu chứng viêm đại tràng hiệu quả. Như vậy, chế độ ăn ít carbon hydrate không chỉ giảm gánh nặng cho hệ thống tiêu hóa mà còn làm giảm đáng kể các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng. Chế độ ăn ít carbon hydrate này đã mang lại nhiều hy vọng cần thiết cho hàng triệu người vì viêm đại tràng là một căn bệnh phổ biến, phức tạp. Mà theo hệ thống của WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 11 triệu ca mắc mới và gần 7 triệu người tử vong do ung thư đại tràng. Bên cạnh thực hiện chế độ ăn ít carbon hydrate trong chế độ ăn hàng ngày, thì bệnh nhân mắc viêm đại tràng cần chủ động bổ sung men vi sinh nhằm cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp đại tràng khỏe mạnh. Hiện nay, phần lớn men vi sinh trên thị trường là men vi sinh chứa lợi khuẩn sống dạng bột hay dạng cốm. Men vi sinh chứa lợi khuẩn sống thông thường không mang lại hiệu quả như kỳ vọng do những hạn chế như nhạy cảm nhiệt độ, dễ bị tác động bởi môi trường, bị suy giảm số lượng khi đi qua axit dạ dày, tuyến mật. Lispocolon là sản phẩm ứng dụng công nghệ bào tử lợi khuẩn Dr. Anh. Nhờ công nghệ tiên tiến, lợi khuẩn sống sẽ trải qua một quá trình chuyển đổi từ trạng thái hoạt động sang trạng thái ngủ đông, dạng bào tử, giúp bảo toàn số lượng lợi khuẩn để khi bổ sung phát huy hiệu quả nhanh chóng và rõ rệt. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng bởi đội ngũ chuyên gia nghiên cứu thuộc Trường Đại học Y Dược Thái Bình, chứng minh hiệu quả, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng viêm đại tràng sau 7 ngày, kết hợp phác đồ điều trị thường quy. Đến nay, Lispocolon được bán tại 20 quốc gia trên thế giới và đang có mặt tại hệ thống nhà thuốc trên toàn Việt Nam.